Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 118. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện Israel nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện nhà A-rôn nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm chi tôi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi, thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi. Nhân đó tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua chúa. Các nước đã vây tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã vây tôi, phải đã vây tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Họ vây tôi khác nào đoàn ong, họ bị tắt như ngọn lửa gai. Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta, Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể, tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên, tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết. Hãy mở cho tôi các cửa công bình, tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va, những người công bình sẽ vào đó. Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi. Hòn đá mà thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng tôi đã chúc tụng người. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng. Hãy cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Chúa. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thư của Phao-lô gửi cho người Philip, chương 1. Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giê-su Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-su Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi. Dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-su Christ mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được,
cho đến ngày Đấng Christ được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời, chẳng sợ hãi gì. Thật, có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia, vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Không có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó, tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng, nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này. Việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi, và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Chương 2. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự,
hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphrodit, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Chương 10. Khi nữ vương Sheba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel. Vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó nhẫn nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir cũng chở cây bạch đàn rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đàn này mà làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đàn cầm và đàn sắt cho con hát. Từ đó chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đàn dường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Vua Salomon ban cho nữ vương Sheba mọi điều người ước và xin,
chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà tùy lễ thường của vua. Đoạn, bà và các tôi tớ bà lên đường trở về xứ mình. Vàng mà vua Salomon thâu nhận mỗi năm cân đến 676 ta lân, không kể vàng người thâu lấy nơi người buôn bán dông và nơi sự đổi chác của kẻ thương mại, cùng vàng mà các vua Arabi và các quan tổng đốc của xứ đem nộp. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siết lơ vàng, lại làm 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 3 min vàng. Vua để các khiên ấy trong đền rừng Liban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà bọc vàng ròng. Ngai này có 6 nấc, thân cao ngai phía sau thì tròn, mỗi phía ngai có thanh nâng tay và 2 con sư tử đứng kề. Lại có 12 con khác đứng trên 6 nấc nơi hữu và tả, chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Hết thảy các chén uống của vua Salomon đều bằng vàng, và những khí dụng trong cung rừng Liban đều cũng bằng vàng ròng, chẳng có chi là bạc. Trong đời vua Salomon, người ta chẳng kể bạc là chi. Vì đoàn tàu Tarishi của vua mỗi 3 năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hiram đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dân vật mình tiến cống cho vua. Nào chậu bằng bạc và bằng vàng, áo sống, binh khí, thuốc thơm, ngựa và la. Salomon cũng nhóm xe và lính kỵ, có 1.400 xe và 12.000 lính kỵ để trong các thành chứa xe và tại Jerusalem gần bên vua. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. Vua Salomon do nơi Ai Cập mà được ngựa. Một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng. Mỗi cỗ xe mua ở xứ Ai Cập và dẫn về Jerusalem giá đáng 600 siết lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng 150 siết lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về. Chương 11. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon chiếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Vì Salomon cúng thờ Ác-tạc-tê, nữ thần của dân Sidon, và thần Minh-côm là thần đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Như vậy, Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha người đã làm. Bây giờ, Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Moab, và cho mo lóc, vật đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình, xông hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Salomon, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác. Nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ David cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại, ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó,
song vì cớ David đầy tớ ta và vì cớ Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một kẻ thù nghịch cùng Sa-lô-môn là Ha-đát người Ê-đôm, vốn dòng dõi vua Ê-đôm. Và trong lúc David đánh dẹp Ê-đôm thì Giô-áp là tổng binh đi lên chôn các kẻ thác và giết hết thảy người nam trong Ê-đôm. Giô-áp và cả Israel ở lại đó 6 tháng cho đến khi người đã giết hết thảy người nam trong Ê-đôm. Lúc bây giờ Ha-đát chạy trốn cùng mấy người Ê-đôm là tôi tớ của cha người đặng đến ở Ê-díp-tô. Ha-đát hãy còn thơ ấu. Chúng đi từ Ma-đi-an đến Pha-ran, đoạn bắt mấy người Pha-ran theo mình mà đi đến Ê-díp-tô, ra mắt Pha-ra-ôn vua xứ Ê-díp-tô. Vua cấp cho Ha-đát nhà ở, lương thực và đất ruộng. Ha-đát được ơn nhiều trước mặt Pha-ra-ôn. Vua bèn gả em vợ mình cho người, tức là em của hoàng hậu Tác-bê-nê. Em của Tác-bê-nê sanh cho Ha-đát một con trai tên là Ghê-nu-bát. Tác-bê-nê dứt sữa nó tại trong đền Pha-ra-ôn. Như vậy, Ghê-nu-bát ở tại trong đền Pha-ra-ôn giữa các con trai của vua. Khi Ha-đát ở Ê-díp-tô hay rằng David đã an giấc cùng các tổ tiên người và Giô-áp quan tổng binh đã thác, thì người tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: xin hãy để cho tôi đi trở về trong xứ tôi. Pha-ra-ôn đáp với người rằng: ngươi ở nơi ta có thiếu gì sao nên ao ước trở về trong xứ mình như vậy? Người thưa rằng: chẳng thiếu chi, dầu vậy xin cho tôi đi. Đức Chúa Trời lại khiến dấy lên một kẻ thù nghịch khác là Rê-xôn, con trai Eliada, đã chạy trốn khỏi chúa mình là Hadadê-xê vua Sô-ba. Khi David giết quân vua Sô-ba thì người ấy nhóm người ta chung quanh mình và làm đầu bọn đó đi đến thành Đa-mách, bèn ở tại đó và quản trị thành ấy. Rê-xôn làm kẻ cừu địch cùng Israel trọn đời Sa-lô-môn. Ngoài ra sự hại mà Ha-đát đã làm, người cai trị nước Syri và ghen ghét Israel. Jeroboam, con trai của Nê-bát người Ê-phra-im ở đất Sê-rê-đa, là tôi tớ của Sa-lô-môn, cũng dấy nghịch với người. Mẹ người quá bụa, tên là Sê-ru-ha. Này là duyên cớ mà người phản nghịch với vua. Sa-lô-môn xây cất Mi-lô, lấp vá lại nơi hư lũng của thành Đa-vít là cha người. Và Jeroboam là một người mạnh dạn và tài năng. Sa-lô-môn thấy người tuổi trẻ có tài nghề, bèn đặt người làm đầu sâu cho cả nhà Joseph. Xảy trong lúc đó, Jeroboam ở Jerusalem đi ra, gặp tiên tri Ahia ở Silo tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahia bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm 12 miếng. Đoạn người nói với Jeroboam rằng: hãy lấy 10 miếng về phần ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-lô-môn và trao cho ngươi 10 chi phái của nước ấy. Nhưng vì cớ David kẻ tôi tớ ta và vì cớ Jerusalem thành ta đã chọn giữa các chi phái Israel, nên sẽ có một chi phái cứ ở trung tín cùng người ấy, bởi vì chúng nó đã từ bỏ ta, đi thờ lại ác tạc tê, nữ thần của dân Sidon, kê mốt, thần xứ Mô-áp, và minh côm, thần của dân Am-môn. Chúng nó không đi theo các đường lối ta, đặng làm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, và cũng chẳng giữ luật lệ và điều răn ta, y như David cha của Sa-lô-môn đã làm. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Sa-lô-môn, song vì David kẻ tôi tớ ta, ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì David đã giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người mà trao cho ngươi 10 chi phái. Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Jerusalem thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó, David kẻ tôi tớ ta hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. Vậy ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Israel, ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Và nếu ngươi vâng theo lệnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như David tôi tớ ta đã làm,
thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm sỉ nhục dòng dõi David, nhưng chẳng phải đời đời. Salomon tìm thế giết Jeroboam, nhưng Jeroboam chạy trốn qua Ai Cập đến cùng Sisak, vua Ai Cập, rồi người ở tại Ai Cập cho đến chừng Salomon băng hà. Còn các điều khác về chuyện Salomon, mọi việc người, sự khôn ngoan của người, thảy đều đã chép trong sách hành trạng của Salomon. Salomon ở Jerusalem cai trị trên cả Israel trong 40 năm. Đoạn Salomon an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn trong thành David cha người. Roboam, con trai người, cai trị thế cho người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.